Cách chăm sóc cây hồng môn phong thủy. Đặc điểm của cây hồng môn là ưa mát, chịu bóng tốt nên được nhiều người chọn làm cây trồng trong nhà. Nếu bạn chăm sóc cây hồng môn cần chú ý những điều sau. Ánh sáng. Ánh sáng dành cho cây hồng môn đó là ánh sáng bán phần, tránh ánh sáng trực tiếp vì như thế cây sẽ bị cháy lá. Ánh sáng phù hợp để hồng môn phát triển đó là khoảng 50% hoặc thấp hơn. Đó là lý do tại sao nhiều người lựa chọn cây hồng môn để trồng trong nhà, nơi gần cửa sổ, cửa kính sẽ giúp cây phát triển tốt và có hoa đậm màu rất đẹp. Nhiệt độ. Nhiệt độ để trồng cây hồng môn không được quá nóng vì cây ưa mát. Cây có thể sống tốt trong môi trường điều hòa, vì vậy với một chậu hồng môn để đặt trên bàn làm việc, tại văn phòng của bạn là rất phù hợp. Đất trồng. Đất trồng cây hồng môn nên là đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt, nhiều mùn và giàu dinh dưỡng. Độ ẩm thích hợp để trồng cây hồng môn đó là khoảng 70-80%. Chế độ nước. Để cây hồng môn sinh trưởng tốt và đảm bảo thẩm mỹ thì chế độ nước rất quan trọng. Nếu là cây bị vàng, nhạt màu hay bị cháy thì cần phải xem lại nguyên nhân là gì, do tưới quá nhiều nước cho cây hay đất quá khô. Từ đó biết mà điều chỉnh lượng nước cho phù hợp, đảm bảo độ ẩm 70-80%. Cây hồng môn cũng có thể trồng thủy sinh trong bình thủy tinh sẽ rất đẹp.